Ổ mạch này sử dụng nè, ICCS 862BE nè, ha, ok chưa? Còn công suất nè, con tạo eco nè ha, mạch 299 nè, Bluetooth nè, có 5V ha, đây 5V. Lâm bát chép eco microphone ha, công tắc ha. Này mình nhấn mode để chuyển trạng thái ha, chuyển qua Bluetooth này ha. Thì nhìn em FM này ha, anten FM này, anten FM. Nhìn em khi bắt Bluetooth rồi phải nhớ và chuyển mode này. Chuyển mode thì mình này có cái đèn báo bình luôn nè ha, đèn báo bình. Đó mình có thể giám sát trạng thái bình hai đèn. Khi sạc á thì nó là màu đỏ. Khi đầy nó chuyển màu xanh. LED này nó có ba chân nè. Ha. Ba chân thì đổi màu. Đổi màu được. Đối với cái mẫu mạch này nó có công suất là 80W, nó cho mình sử dụng lo 3 tấc. Hoặc là 2 tấc đôi. Đây ngõ ra lo này. Đối với lo 2 tấc thì sử dụng lo 2 tấc đôi. Thì mình có thể ghép 2 lo 4 ohm hoặc là 8 ohm ha. 8 ohm thì mắc song song, 4 ohm mình mắc nối tiếp là. Thì công suất phải đảm bảo nó là 80W ha. Đó, chứ không phải sử dụng lo 2 tấc, lo nào cũng được hết ha. Mình phải đảm bảo đúng công suất. Này phần sạc bình này ha. Có sạc bình. Ha. Mẫu này thì đánh âm thanh tốt ha, hay ha. Cái ok thì ok. Sử dụng bình. Đó, khi mua mình sẽ kèm theo cục sạc nè, sạc bình nè. Đó, lắp bình vô đây nè ha. Đây chỗ lắp bình. Mình lưu ý lắp bình phải đúng cực ha. Lắp bình phải đúng cực. Bình sử dụng là 12V 5-7 Ah ha, 5-7 Ah. Rồi kèm thêm một cái remote nữa. Đây phụ kiện đầy đủ của nó nè. Này dây lắp micro nè ha. Đó. Vậy anh em biết cái dây này gì gì. Đó, lắp micro không dây. Mình mua thêm bộ micro mình kết nối vào. Đối với những cái mẫu mạch bên mình thì khi mua mic bên mình thì chỉ việc gì cắm vào là sử dụng. Đó. Cắm vào sử dụng. Còn số cái mẫu mic thì lấy cái chân nó khác thì anh em phải lưu ý, chứ không phải gì là cắm vô sử dụng được đâu ha. Lưu ý. Mạch và mic bên mình nó đã hiểu với nhau rồi. Cắm vào cái sử dụng. Micro chỗ khác thì mình phải lưu ý, mình phải kiểm tra chân cẳng cho nó phù hợp mới lắp, mới lúc đó nó mới chạy được ha. Vậy anh em không có lắp mạch thu micro, có tay mic bật lên kêu ca đâu ca được ha, có mạch thu lưu ý. Đó, bộ mic thì ro thì nó sẽ có một mạch thu và một cái micro kèm theo, mic đơn thì một tay mic, mic đôi, hai tay mic ro. Ok. Đây gọi là mẫu mạch HA862 cam đỏ. Màu cam đỏ ha, cái thước của nó là 8.522. Dùng để thay thế cho các thùng lo bị hư mạch, thùng lo GBZ chẳng hạn. Này cục sạc kèm theo là 15V DC. 15V DC. Thì đây cục sạc mình kèm theo là 2A. Ha. Phụ kiện kèm theo. Có dây ra lo thì bình này đủ hết. Đây. Đó. Các phụ kiện là dây ra lo nè, dây bình này đầy đủ hết ha. Yên tâm mà sử dụng ha, phụ kiện đầy đủ hết. Thì đối với cái phần ở ra lo một cổng mà mình sẽ kết nối phải bắt buộc đòi hỏi là lo chép phải lo chung phải qua tụ ha. Đó, còn lo bass thì kết nối trực tiếp thẳng qua. Ok.
Đây là những cái phím mình điều khiển phần nhạc ha. Audio input để mình kết nối với TV. Đó. Thì khi mình kết nối với TV thì các anh em lưu ý là để chế độ live ha. Chế độ live mình mới kết nối TV được. Đó. Còn là khi mình bắt điện thoại thì mình chuyển qua chức năng Bluetooth. Đó. Còn anh em nào mà thích nghe FM dò đài thì chuyển qua chế độ FM. Đây. Thì đó có đây có dây anten sẵn nè, dây anten FM sẵn nè. Nếu mình muốn nghe FM thì mình phải kéo cái dây này ra khỏi thùng loa để nó bắt sóng nó tốt được ha. À, bỏ trong thùng thì giờ sóng không tốt được đâu. Chắc chắn không? Hợp lý không? Ok ha. Nếu anh em nào muốn mua liên hệ mình qua số là 0935 677 678. Kích thước là 8.5 x 22. Sử dụng cho thùng loa GPZ thay thế hoặc là dùng đó một thiết kế một thùng loa kéo mới ha. 3 tấc đơn hoặc là 2 tấc đôi. Ok ha. Giới thiệu đây kết thúc thôi.